Đứt cọt, lết mãi mới lên 7 triệu một tháng, nhìn con số của Công Phượng, Dũng mà hoa cả mắt. Nhìn bảng lương của các cầu thủ mà quá choáng, hiện tại chắc chỉ có Đứt cọt là thấp nhất trong đội. Đầu tiên là về các cầu thủ trẻ thuộc khóa 1 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, được Bầu Đức trả cho 15 triệu đồng một tháng vào năm 2017. Toàn bộ các thành viên này đều đã ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi tốt nghiệp khóa 1 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó năm 2016, Công Phượng được người hâm mộ nước nhà tự hào vì là cầu thủ thứ hai sau Công Vinh đi du đấu nước ngoài. Mặc dù thời gian ở Nhật, Công Phượng không mấy được trọng dụng, thế nhưng mức lương 3.000 đô một tháng, tương đương 70 triệu đồng của anh vẫn tốt hơn hẳn so với đồng nghiệp ở Việt Nam. Còn Xuân Trường trước đó cũng được Philip mượn trong thời gian 2 năm cùng mức phí kỷ luật 300.000 đô và mức lương cũng khoảng 70 triệu đồng một tháng như Công Phượng. Trong khi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhận được mức lương khá ổn, thì Phan Văn Đức khi chơi cho Sông Lam Nghệ An chắc là bèo bọt nhất. Năm 2015 chỉ nhận được khoảng vài trăm nghìn trợ cấp. Mẹ Văn Đức từng tiết lộ mà đến 2017, Đức mới được mức lương 3 triệu và sau giải U23 châu Á 2017 mới lên 7 triệu. Tiến Dũng lên đội 1 Thanh Hóa năm 2016 với mức lương 10 triệu đồng. Sau khi cùng U20 Việt Nam tham dự U20 FIFA World Cup đầu năm 2017, anh được lãnh đạo câu lạc bộ đặt cách tăng lương gấp đôi. Tương đương mức trung bình của các cầu thủ thường xuyên ra sân V-League, dù chỉ là thủ môn số 2 của đội bóng, thường xuyên dự bị. Với mức lương hiện tại là 20 triệu, tương đương mức trung bình các cầu thủ thường xuyên ra sân ở V-League, thậm chí so với các đồng đội U23 Việt Nam, mức lương của Tiến Dũng nằm trong top đầu, cao hơn Quang Hải và Đức Chinh. Trước đó, khi ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Quế Ngọc Hải cũng nhận 15 triệu đồng một tháng, nhưng thực lĩnh thì chỉ hơn 11 triệu vì bị trừ thuế và các khoản phí khác tại câu lạc bộ. Hiện tại, trung vệ này đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ Thể Công, tên trước đó là Viettel. Được biết, Quế Ngọc Hải sẽ nhận mức tiền lót tay 3 tỷ đồng một năm kèm tiền lương cùng những khoản đãi ngộ khác. Hiện tại, lương của cầu thủ Văn Quyết chắc khiến mọi người choáng nhất. Năm 2014, Văn Quyết từ chối sang Nhật Bản với mức lương là 210 triệu. Và năm 2018 vừa qua, anh cũng đã từ chối sang Malaysia với mức lương 300 triệu một tháng để gắn bó với Hà Nội FC. Hiện Văn Quyết là trụ cột của Hà Nội FC và mức lương của anh được cho là vào khoảng 60-70 triệu đồng một tháng. Trọn vẹn khoảnh khắc đẹp trong lễ đính hôn của Lê Hà và người yêu điển trai ở Gia Lai. Người đẹp đã có một buổi lễ ấm cúng nhưng cũng rất kỹ lưỡng ở khâu trang trí tại lễ ăn hỏi vào dịp cuối tuần qua. Vào dịp cuối tuần qua, không chỉ có đám cưới của Tiến Đạt gây sự chú ý của mọi người, mà buổi lễ ăn hỏi của học trò Hồ Ngọc Hà. Lê Hà The Face và người yêu Trung Hiếu cũng thu hút không kém cạnh. Theo đó, sau một thời gian hẹn hò và công khai trên mạng xã hội, thì cả hai đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt hai bên gia đình và bạn bè tại quê nhà Gia Lai. Mới đây nhất trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hàng loạt khoảnh khắc. Tại ngày vui này, cô tâm sự, cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều. Thanh xuân của chúng ta, có khá đông bạn bè thân thiết của Lê Hà đã vượt đường xa về tận nơi này để chúc phúc cho đôi uyên ương như Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Quỳnh Thư, Kim Chi, Minh Trung. Tại lễ đính hôn, Lê Hà chọn chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng tôn vinh lên được nét đẹp dịu dàng. Cặp đôi này luôn nhận được nhiều lời khen bởi cả hai đều xinh đẹp điển trai, cực xứng đôi vừa lứa. Được biết, ông xã của người đẹp hiện đang kinh doanh ở Gia Lai, cùng quê nhà của cô. Sau một thời gian hẹn hò thì họ đã có một cái kết đẹp. Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì đám cưới sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4, 2019. Thay vì chọn ánh đèn sân khấu, thần thái trên sàn cát quốc thì Lê Hà đã đặt hạnh phúc gia đình là trên hết. Hai chữ bình yên ở cô nàng thì không quá xa lạ cho những khán giả xem The Face mùa đầu tiên. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi được người thân dắt ra chào hai bên gia đình. Tại ngày vui này thì không thể nào vắng mặt các bạn bè thân thiết. Dàn người mẫu cũng nhanh chóng có cả loạt khoảnh khắc tung hứng vui vẻ bên nhau. Theo lời Lê Hà thì những nhân vật này chính là thanh xuân của nhau. Sau khi rời khỏi gương mặt thương hiệu, các cô gái vẫn giữ mối quan hệ chị em thân thiết. Việc cô kết hôn không có gì quá bất ngờ bởi từ sau chương trình này, chân dài gần như không tham gia nhiều vào các hoạt động showbiz hay sàn cát quốc nữa. Thỉnh thoảng khán giả mới thấy người đẹp xuất hiện trong các sự kiện của bạn bè thân thiết.
hãy cùng gửi lời chúc hạnh phúc đến Lê Hà và Trung Hiếu nhé. Gạo nếp gạo tẻ lấy lại được thiện cảm sau khi bị tẩy chay. Nhân vật do Thúy Ngân, Hoàng Anh, Hồng Vân thể hiện trong phim lần lượt thay đổi tâm tính ở tập mới nhất khiến người xem hài lòng. Tập 104 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối 1 tháng 1 đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc sống và mối quan hệ của các nhân vật. Chuyển biến ở những tập này giúp bộ phim giành lại thiện cảm từ khán giả. Tập 102 sau khi được đăng tải trên YouTube đã lọt top 1 trending của mạng xã hội này. Những chủ đề về bộ phim trên fanpage của nhà sản xuất cũng được quan tâm, bình luận nhiều hơn. Nhân vật Hân Hoa Hậu do Thúy Ngân thể hiện có nhiều thay đổi hơn cả. Không chỉ bị tuyên án 3 năm tù treo, cô còn có nhiều chuyển biến tâm lý sau khi chứng kiến Kiệt, Trung Dũng trở thành người mất hồn, chỉ biết tìm đến rượu giải sầu vì sự ra đi của Phúc, Thùy Trang. Việc bị Kiệt từ chối nụ hôn và khẳng định người anh yêu là Phúc khiến Hân hiểu ra mình chẳng còn vị trí nào trong lòng chồng cũ. Từ đó cô không còn tơ tưởng nối lại tình xưa và một lòng vun vén cho chồng cũ với tình mới. Biết chuyện Phúc có ý định mang con ra nước ngoài sinh sống, Hân tìm mọi cách để báo cho Kiệt. Trong lúc đi tìm Kiệt, Hân bị tai nạn nhưng đã bất chấp việc bản thân đang bị thương để giúp anh kịp đến gặp Phúc. Tuy nhiên vừa thoáng nhìn thấy Kiệt trên đường là Phúc đã vội vã lẩn tránh. Không cam lòng để Kiệt mất đi người mình yêu, Hân tiếp tục đến sân bay tìm Phúc. Tại đây, Hân đã mắng Phúc là kẻ ngu ngốc khi không biết giữ lấy hạnh phúc. Đồng thời cô cũng khẳng định với Phúc rằng giữa cô với Kiệt chỉ là quá khứ và người Kiệt chọn là Phúc. Trước sự ngỡ ngàng hoang mang của Phúc, Hân ngẩng đầu thừa nhận rằng mình là kẻ thô cuộc cao thượng. Biết buông bỏ đúng lúc, Hân có thể tự hào với bản thân rằng mình đã thực sự trưởng thành. Nhân vật công do diễn viên Hoàng Anh đóng cũng có nhiều thay đổi. Anh luôn âm thầm giúp đỡ Hương, Lê Phương vượt qua cú sốc vì cái chết của Tường. Tuy nhiên, anh khẳng định với Hương là chỉ quan tâm cô như một người bạn chứ không lợi dụng thời cơ để hàn gắn. Giờ đây, Hương và Công coi nhau như bạn tri kỷ. Nhờ sự tác động của Hương, Công cũng đã thay đổi cách nhìn về chuyện tình cảm giữa mẹ mình và ông Lực. Anh chấp nhận để mẹ đi thêm bước nữa. Tường đã âm thầm mua lại căn nhà mà gia đình bà Mai, nghệ sĩ Dân Hồng Vân thế chấp để trả nợ cho Hân. Trong di chúc của mình, anh dành tặng tài sản này cho gia đình bà Mai. Tuy nhiên, ông Vương, Mai Huỳnh đã từ chối món quà và tiếp tục sống theo phương châm tự lực cánh sinh. Vẫn phải ở nhà thuê, nhưng gia đình bà Mai đã trở nên đầm ấm hơn khi bà gỡ bỏ được mọi điều hiểu lầm với Hương. Dòng thời gian trong phim trôi đến vài năm sau, khi gia đình bà Mai vẫn ở nhà thuê nhưng trở nên đầm ấm hơn. Trong bữa cơm quay quần, vợ chồng bà Mai hạnh phúc trước sự thành công trong chặng đường mới của ba cô con gái. Vợ chồng chú Quang và các thành viên nhí, trong đó có cả bé Mít, đứa con của Hương và Tường, dù vắng mặt nhưng vẫn được cả nhà nhắc đến. Trong không khí vui vẻ, ba chị em Hương, Hân, Minh lần lượt thực hiện nhiệm vụ quen thuộc là góp tiền nuôi heo đất để tạo nhà mới cho cha mẹ. Trong khi đó, Kiệt vẫn tiếp tục chờ đợi Phúc quay về. Gạo nếp gạo tẻ dài 109 tập do Võ Thạch Thảo và Nguyễn Hoàng Anh đồng đạo diễn. Phim có sự tham gia của các diễn viên nghệ sĩ Dân Hồng Vân, Mai Huỳnh, Thúy Ngân, Lê Phương, Phương Hằng, Thanh Thất, Hoàng Anh. Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim làm điều này cho người đặc biệt nhất cuộc đời. Xăm hình cũng là cách mà Tim khẳng định tình cảm dành cho con trai và luôn mang khoảnh khắc đẹp của hai cha con đi khắp nơi. Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tim vừa đăng tải dòng trạng thái: "Một người quan trọng nhất đời tôi, người làm tôi mạnh mẽ, người làm tôi bước ra khỏi buồn đau, người làm tôi cười mỗi ngày, người làm tôi không bao giờ gục ngã. Tôi phải cảm ơn người này rất nhiều, không có ba mẹ bất cứ người thân nào bên cạnh và chỉ duy nhất người này làm tôi tự vượt qua khó khăn, tự tiêu hóa nỗi buồn của ái tình, của nhân gian, của bằng hữu. Từ hôm nay không cần mang hình chúng ta trong bóp hay để hình trên xe nữa, một dấu ấn để chào đón 2019. Happy New Year." Đây chính là khoảnh khắc khiến Tim rất xúc động trước hành động ấm áp mà cậu con trai Cát An dành cho mình khi đi ra ngoài trước đám đông. Con trai là người quan trọng nhất đời nên nam ca sĩ đã quyết tâm xăm hẳn khoảnh khắc này lên cả phần bắp tay. Vượt qua mọi cơn đau mũi kim, Tim rất hài lòng với hình xăm đặc biệt và ý nghĩa như thế này. Thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh luôn khiến khán giả phải quan tâm trong một thời gian dài. Không còn giữ im lặng hay trốn tránh, chính nam ca sĩ là người đã khẳng định rằng hai vợ chồng đã chính thức ly hôn. Anh khẳng định: "Vâng, tôi đã ly hôn từ hơn một năm nay, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn văn minh của nhau, cùng chăm sóc con để có tuổi thơ tốt đẹp. Dù sao cũng phải sống cho con, cho nó phát triển tốt. Tình yêu nam nữ không phải là tất cả, nếu so với tình yêu cha mẹ dành cho con thì nó không bằng đâu." Chuyện tan vỡ của họ đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối, được biết cả hai vẫn sống chung nhà với nhau và tôn trọng cuộc sống của đối phương. Vượt qua nhiều thách thức,
Tưởng chừng như vợ chồng Tim sẽ có được một cuộc sống hôn nhân gia đình cực hạnh phúc bên cậu con trai. Tuy nhiên, họ lại có cái kết chẳng ai mong muốn. Đến hiện tại, còn có rất nhiều khán giả vẫn đặt niềm tin rằng cặp đôi này sẽ sớm quay về với nhau.